con tìm về với mẹ. Mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó. Tình mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời. Mẹ nhắn nhủ con tình yêu là sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi. Trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người, sống vì tha nhân cho đến hết đời con. Mẹ Maria, cho đến hết đời con. Mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ tình yêu, tình mẹ bao la, mẹ hằng cứu rỗi, mẹ Maria, có mẹ Maria.
lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sứ, là mẹ con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, ca sĩ vang, ca hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Thank you.
dâng từ cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng con cho mẹ. Xin mẹ che chở gìn giữ hồn xác chúng con khỏi mọi sự dữ. Lạy mẹ Maria, chúng con sẽ cố gắng thi hành ba mệnh lệnh Fatima, cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt văn côi, tôn sùng trái tim mẹ, để nhờ đó chúng con trở thành những người con hiền của mẹ. Ở đây chúng ta cùng đồng ý để chúng ta là kinh dân nước Việt Nam cho trái tim nước mẹ. Nếu có thể được, chúng ta xin mọi người tất cả cùng quỳ gối. Cho chúng con nhược tòa chưa, biết bao lần mẹ cứ ban giao hội và các sáng sáng nhau. Vị chủ tế trong thánh lễ đại tào
tối nay là Đức Ca cho An Lai Phát, nguyên giám mục giáo phận Sinh Thiêu Kết Gia Đồ, giảng thuyết ngày ta Nguyễn Khắc Kỳ sau câu hội các linh tu và các linh mục đồng tế đến từ nhiều giáo phận và đồng tu. Kính thưa toàn thể và anh chị em, chủ đề của ngày Thánh Mẫu năm nay là Maria Đừng Sợ. Mời gọi chúng ta đừng sợ, nhưng hãy tin thác vào tình yêu thương quan trọng của Thiên Chúa. Ngày Thánh Mẫu năm nay ghi dấu 40 năm di cư, 40 năm thánh giá, đau thương và tràn đầy hồng phúc. Trong tâm tình tạ ơn hướng về tình mẫu tử, chúng ta dâng lên mẹ Maria lòng yêu mến, trao phó cho mẹ mọi âu lo, vui buồn của cuộc sống. Và xin trái tim mẹ tiếp tục là từ mẫu, là đấng bảo hộ chúng ta. Chạy luôn thì kiểu đứa mẹ tới giờ hết rồi. Anh chẳng sáng, soi màn đêm.